Rồi ok, chào tất cả bạn qua lại kênh YouTube của mình nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đầy đủ về bẫy cuốc. Trước khi nói kỹ hơn về sản phẩm, mình sẽ nói sơ qua cách thức giao dịch nhà mình. Mình gửi hàng toàn quốc các bạn nhé. Nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Kênh của mình chuyên về các loại giò bẫy, thòng bẫy. Bạn nào yêu quý thì có thể đăng ký kênh giúp mình. Một bộ đầy đủ của về để bẫy cuốc là một cái loa nha các bạn nhé. Đây, một cái loa điều khiển từ xa, hiệu là WS898 đời 2019 các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là năm 2019. Đây, cái loa đấy đây các bạn nhé. Đó, trong loa thì đã tải sẵn tiếng cuốc. Trong loa thì đã tải sẵn tiếng cuốc và tiếng mình bịp. Đó là những cái tiếng mà mọi người hay cần dùng. Đây, loa này nó điều khiển từ xa. Đấy, điều khiển của nó đây. Phụ kiện của cái loa này thì gồm là hộp đựng loa này, túi đeo loa này, dây đeo loa này, điều khiển này, tặng theo 3 cục pin này, một cái sạc này và một cái mic nói. Đó, đó là bộ loa các bạn nhé. Còn về bộ cuốc là gồm có một bộ loa này, một con chim mồi giả này. Đây các bạn nhé, chim mồi giả các bạn thì dùng chim mồi giả bằng gỗ hoặc chim giả bằng bông nhé. Bạn thích con nào thì liên hệ với mình. Đấy, và hai bộ bẫy các bạn nhé. Đây. Đây là hai bộ thòng dây. Hai bộ thòng dây bẫy cuốc các bạn nhé. Đấy. Mỗi bộ 20 cái. Bên mình thì cung cấp tất cả các loại bẫy như là bẫy thòng khung, bẫy rò gà đồng, rò gà rừng các thứ, lá chun, rò gà rừng, rò cáp. Đây, rò cáp hay là rò cu gì đó, bên mình cũng bán hết nhé. Bạn nào có nhu cầu là thì liên hệ mình. Bên mình giao hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.